Hello, hello, chào mừng em đã quay trở lại với video tiếp theo của NTC Reaction. Và tất nhiên rồi, để tiếp tục phần chuyện 25 thì không có lý do gì mà chúng ta không đến với phần tiếp theo rồi phải không nào? Đấu phá thương khung phần 4 tập 26, hẹn ước 35 của Tiêu Viêm và Lạp Lan Yên Nhiên phần 5. Trước khi đến với chủ chính của video ngày hôm nay thì mình xin phép gửi anh em lời chúc tốt đẹp nhất. Và nếu như anh em xem video này đến mà thấy thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ cho mình nhá. Còn bây giờ thì không dài dòng nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện của ngày hôm nay thôi nào. Bởi vì phía trên mặt bàn đặt địa dược tài cũng không tính là quá mức quý giá, bởi vậy thực ít người có đi tới xem, cho nên phía trên khuôn mặt thoáng có chút khổ ý. Mà nhìn Tiêu Viêm chậm rãi đi tới, đầu tiên là sửng sốt, ánh mắt liếc qua phía trên ngực của hai phẩm luyện dược sư huy chương, ánh mắt mới sáng lên rất nhiều, vội vàng đứng dậy, bộ dáng lịnh bợ nhìn Tiêu Viêm. Đại sư, ngài cần vật phẩm gì? Nhìn Tiêu Viêm đứng ở trước đại thạch, Lam Tử vội vàng hỏi. Liếc liếc mắt nhìn Lam Tử trước mặt, Tiêu Viêm cười rồi nói, ngươi là một gã luyện dược sư học đồ sao? Bị liếc mắt nhìn ra chi tiết, Lam Tử xấu hổ gật gật đầu, có chút hâm mộ nhìn khuôn mặt tuổi trẻ của Tiêu Viêm, cười khổ rồi nói, là như vậy, ta luyện dược thiên phú không tốt, tu luyện nhiều năm như vậy vẫn như cũ dừng lại tại luyện dược sư học đồ. Tùy ý cười cười nhìn vào Trung Liên Nam Tử, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút cảm xúc. Có dược lão chủ trì, hắn tại con đường luyện dược sư đi cực kỳ thuận lợi, cũng giống như là không có gặp phải suy sụp quá lớn, bởi vì có kinh nghiệm tiền nhân cho nên hắn không phải đi nhiều đường quanh co. Mà bây giờ nhìn người trước mặt này, Tiêu Viêm mới rõ ràng, nguyên lai tăng cấp luyện dược sư đều không phải theo hắn tưởng tượng dễ dàng. Cảm ứng được ánh mắt hâm mộ của Lam Tử kia, Tiêu Viêm trong lòng thoáng có chút may mắn thở dài một hơi. Cúi đầu ánh mắt tại phía trên thạch đảo qua, phía trong bình ngọc, nhìn qua được tài phẩm thậm chí có chút héo rũ, tự nhiên là không có khả năng lọt vào pháp nhãn của Tiêu Viêm, cho nên được hắn tự động bỏ qua, bàn tay chậm rãi di động trên vật phẩm tại thạch đài, làm cho Lam Tử gầy kia ánh mắt thoáng có chút thất vọng. Đứng ở một góc khuất, ánh mắt chợt dừng lại ở một khối tàn phá ngọc phiến. Ánh mắt lười nhác nhìn chằm chằm phiến tảng đá ngọc phiến màu đen. Tiêu Viêm tùy ý đem nó lắm trong tay, ngọc phiến vào tay cũng không có bóng loáng. Ngược lại che kín khỏa lạp thật nhỏ, giống như là chất liệu gỗ cũng không tốt. Hơn nữa phía trên ngọc phiến còn có nhiều vết nứt, giữa các khe cứ như là còn dính đất cát. Thưởng thức ngọc phiến, Tiêu Viêm nhíu mày, dựa vào trực giác, hắn giống như là cảm giác thấy được thứ này thoải mái có chút kỳ dị. Nơi nào kỳ dị, nhưng là không thể rõ ràng. Linh hồn lực lượng dò xét một vòng cũng không có động tĩnh gì, cũng không có tiếp thu được tin tức gì. Chẳng lẽ cảm giác sai lầm, trong lòng nghi hoặc thì thào một tiếng. Tiêu Viêm ngón tay chậm rãi ở phía trên ngọc phiến xẹt ra, muốn bỏ xuống nhưng trong lòng lại không muốn bỏ qua. Sau một lúc lâu, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn con mắt đang nhìn chằm chằm vào chính mình của Lam Tử. Bàn tay tùy tiện ở phía trên bãi đá miễn cưỡng chọn lựa vài loại dược liệu. Sau đó hướng về phía Lam Tử giơ lên cười rồi nói, ngươi là nghĩ muốn trao đổi vật phẩm, muốn trao đổi cái gì? Đại sư, ta nghĩ muốn đổi một loại tam phẩm đan dược. Nghe vậy, Lam Tử tinh thần rung lên, chợt ngượng ngùng rồi nói. Hắn trong lòng cũng biết, dược liệu này giống như là còn không có giá trị tam phẩm đan dược giới. Thản nhiên liếc mắt một cái, dược liệu được Tiêu Viêm cầm trong tay được thu vào trong lạp giới bên trong. Sau đó thuận tay lấy ra một lọ tam phẩm hồi khí đan, ném về phía Nam Tử rồi nói, đây là tam phẩm đan dược hồi khí đan, có thể rất nhanh khôi phục đấu khí tiêu hao, bởi vì thuộc loại đan dược tiêu thụ khá là phổ biến cho người ba mai. Luống cuống tay chân tiếp nhận cái lọ, Lam Tử khuôn mặt vui sướng khó có thể che giấu. Ba mai hồi khí đan, luận về giá trị sẽ không thấp hơn 4 vạn kim tệ. Như vậy tính ra hắn thật sự vẫn là buôn bán lời rất là nhiều. Lập tức vội vàng hướng về phía Tiêu Viêm khom người hành lễ. Ra khỏi chỗ này, Tiêu Viêm thuận thế hướng về đông khu. Ngón tay ở lạp giới vuốt ve, khối tàn phá ngọc phiến màu đen lại lần nữa xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Khẽ cau mày ở trong tay ngắm nghía, một lát sau lại vẫn như cũ là không có gì đầu mối. Tiêu Viêm thở dài một hơi, đem vật đó thu lại. Đứng ở trung ương đại sảnh, Tiêu Viêm ngỡ ngàng nhìn chung quanh, trầm ngâm một hồi. Sau đó tiến đến một người nhìn như là mỹ nữ thành tú, thấp giọng hỏi về chỗ của Hắc Nhan Thành phân hội hội trưởng. Bỗng nhiên giữ chặt, vì thị nữ này giống như là có việc gấp nên có chút giận dữ. Bất quá nhìn thấy phía trước ngực Tiêu Viêm đeo huy chương nhị phẩm luyện dược sư, khuôn mặt đang cười nhất thời toát ra một chút kinh sợ, chỉ hướng chỗ dòng người ở phía khu tây, ôn nhu rồi nói. Nơi đó là khu vực của các phân hội luyện dược sư của đế quốc, có điều chỉ có người tam phẩm luyện dược sư mới có tư cách tiến vào. Kha kha, đa tạ, nói một tiếng cảm tạ. Tiêu Viêm bước đi hướng về khu tây an tĩnh, dự định tiến vào, trước cửa đã bị hai gã hộ vệ ngăn cản. Nhìn hai gã thủ vệ sắc mặt lạnh lùng, Tiêu Viêm cười rồi nói, phiền toái giúp ta thông báo một tiếng Hắc Nham Thành Phấn Lan Khắc đại sư hoặc là Áo Thác đại sư. Nói Tiêu Viêm tới gặp. Ánh mắt liếc qua Tiêu Viêm trước ngực nhị phẩm luyện dược sư, hai gã thủ vệ ánh mắt có chút kinh dị. Tuổi trẻ như thế đã là nhị phẩm luyện dược sư, thật đúng là hiếm thấy. Lập tức trên khuôn mặt lạnh lùng cũng là dịu dàng đi một chút, hơi hơi gật gật đầu, nói hắn chờ một lát,
Một người lùi ra phía sau, sau đó nhanh chóng tiến lên lầu, hai tay tiến vào chỗ tay áo. Ti Viêm đứng ở cửa, khép hờ mi suy nghĩ, im lặng chờ đợi. Tài danh thủ vệ lên đầu không lâu sau, một thanh âm bước chân dồn dập nhanh vang lên. Một lát sau, một thân ảnh già lùa dẫn đầu xuất hiện ở tầm mắt của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt thể hiện ra vẻ vui sướng. Lão già rất nhanh đi tới trước cửa, ánh mắt quét qua nhưng mà không thấy người muốn gặp, trên khuôn mặt ý cười chợt cứng ngắc, khẽ cau mày đối với một thủ vệ trách mắng: người đâu, các người sẽ không đem người ta đuổi đi chứ? Ác Thác đại sư, nghe được lão giả quát lớn, Tiêu Viêm cười cười kêu lên: người. Nghe được thanh âm có chút quen thuộc, Ác Thác ngẩn người, ánh mắt nghi hoặc nhìn về người thanh niên xa lạ trước mặt, sau một lúc lâu mới ngạc nhiên rồi nói: Tiêu Viêm, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này? Tiêu Viêm cười hăng hắc lắc đầu, hướng về phía hắn thấp giọng rồi nói: nói với người sau, ở đây có nhiều cặp mắt. Được rồi, theo ta đi vào. Nghe vậy, Áo Tháp ngầm hiểu gật đầu, nghiêng đầu đối với hai gã thủ vệ hung dữ nói: hai người các ngươi cái gì cũng chưa nghe thấy, biết chưa? Nhìn thấy Áo Thác bộ dạng hung thần ác sát, hai gã hộ vệ khuôn mặt lạnh lùng cười khổ một tiếng. Chợt thông minh gật đầu, làm thủ vệ nhiều năm như vậy, bọn họ tự nhiên là biết một ý kiêng kỵ. Hành động của Áo Thác làm cho Tiêu Viêm hơi gật đầu, không hổ là có thể trở thành Hắc Nham Thành chế thuốc sư phó hội trưởng, làm việc thật đúng là cẩn thận. Đi phía sau Áo Thác, Tiêu Viêm hai người chậm rãi đi lên đầu. Đợi đến chung quanh dòng người thừa thớt dần, Áo Thác mới thấp giọng rồi hỏi: Tiêu Viêm, ngươi như thế nào biến thành hình dạng như vậy? Chẳng lẽ đắc tội với người ta? Nói cho ta nghe nào. Tại sao Mã Thánh Thành, ta Áo Thác nói chuyện nhưng mà thật ra có vài phần phân lượng. Ha ha, đa tạ Áo Thác đại sư, một chút việc tư, không muốn bị nhận ra thân phận mà thôi. Tiêu Viêm cười lắc lắc đầu, cự tuyệt ý tốt của Áo Thác. Như vậy sao, cũng tùy người. Nghe ra Tiêu Viêm cự tuyệt, Áo Thác cũng không tái kiên trì, ánh mắt chậm rãi đảo qua Tiêu Viêm. Sau một lúc lâu, trong âm thanh khó che giấu được sự kinh ngạc: hảo tiểu tử, một năm không thấy, thực lực tăng mạnh, hiện tại ngươi chỉ sợ ít nhất là thực lực 5 sao đấu sư. Tiêu Viêm lắc lắc đầu mỉm cười rồi nói: do may mắn mà thôi. Áo Thác nói tiếp: thật sự là cái tên tiểu tử không tồi, thiên phú bậc này thật sự là làm cho người ta trợn mắt há mồm, không biết là lão già nào may mắn tìm được đệ tử tốt như vậy. Áo Thác khen Tiêu Viêm không dứt miệng, thầm tình tỏ ra hâm mộ. Tiêu Viêm mỉm cười vẫn chưa có nói ra điều gì, cước bộ không vội vàng cùng với Áo Thác bảo trì ở cùng đường thẳng song song. Tới nơi rồi, cước bộ đi qua mấy gian đại ốc xa hoa, cuối cùng ở một căn phòng rộng lớn ở ngoài chợt ngừng lại. Nghe âm thanh trong truyền ra một tiếng mắng, Áo Thác đối với Tiêu Viêm cười nói: đây là phấn lang khắc lão gia hỏa kia đang giáo huấn tiểu mỹ nha đầu. Nha đầu kia thế nhưng dùng hẳn tứ phẩm phương thuốc đổi lấy một cái hoa đào hỏa, làm hắn đau lòng muốn chết. Nghe vậy, Tiêu Viêm không thể ngừng cười, hắn đã sớm biết Tuyết Mị trở về khẳng định sẽ bị mắng một trận. Tứ phẩm phương thuốc kia cũng không phải là vật phẩm bình thường. Tiêu Viêm bước vào trong căn phòng, ánh mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng đứng ở trung tâm căn phòng, nơi đó một thân luyện dược sư bậc thầy phấn lan khắc lướt miếng tung bay, nét mặt giả lùa xanh mét giận dữ vỗ mặt bàn, mà trước mặt hắn, Tuyết Mị hai tay nắm chặt hoa đào hỏa diễm. Tùy ý phấn khắc lan giận dữ như thế nào để vẫn duy trì trầm mặc. Ở một góc khác của cái bàn, một lữ tử thân mặc bộ đồ quần áo màu đỏ, đang vui sướng khi người gặp họa chính là Tuyết Mị. Nghe được âm thanh mở cửa, nàng nhanh chóng đem ánh mắt rời đi. Tầm mắt trên người Tiêu Viêm đảo qua, nhất thời khóe miệng nhất thời reo lên: lão sư, đây là người ngài tự mình đi xuống tiếp, mặt mũi thật lớn đó. Nghe được âm thanh của nàng đang mắng to, phất lan khắc cũng tạm thời ngừng lại, ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm rồi nói: lão áo, đây là... Nhìn bộ dáng của hắn, lúc trước thủ vệ thông báo bọn họ cũng không biết được người tới là người phương nào. Nhìn thấy kia từng đạo ánh mắt quái lạ, Tiêu Viêm bàn tay ở cổ di động, một lát sau đem chỗ da mặt giả lột xuống, lộ ra gương mặt vốn dĩ thanh tú bạch khiết. Phất lan khắc đại sứ, một năm không gặp, ngày càng khỏe mạnh, đúng là rừng càng gà càng cay. Tiêu Viêm đem ra mặt băng tàm thu vào lạp giới, hướng về phía Phất Lan Khắc cười dài rồi nói: Tiêu Viêm, dĩ nhiên là tiểu gia hỏa này, ta còn nghĩ đến người sẽ không đến đây. Nhìn thấy hắn so với một năm trước khuôn mặt thiếu vài phần non nớt, Phất Lan Khắc sửng sốt, chợt mừng rỡ nói. Tiêu Viêm cười cười, chậm rãi đi lên, ánh mắt nhìn về phía một thân màu bạc bái bào, có vẻ lãnh diễm động lòng người của Tuyết Mỹ. Vừa lúc nàng cũng là đem ánh mắt tò mò hướng lại đây. Hai ánh mắt đối diện nhau, lễ phép nhìn lẫn nhau rồi cười. Phấn lan khắc đại sư, loại này hoa đào hỏa tuy rằng cũng không tính là ngọn lửa mạnh mẽ, bất quá so với đấu khí bình thường thúc giục ngọn lửa không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất là nhiều. Hơn nữa loại ngọn lửa này so với nhiều ngọn lửa khác thiếu vài phần ngang ngánh, hơn vài phần êm dịu, dùng để luyện đan thật là cực kỳ thích hợp. Tuy nói tứ phẩm phương thuốc rất là chân quý, bất quá đại sư khẳng định sớm đọc qua, bằng thực lực của người tiêu phí chút thời gian hẳn là có thể làm lại một phần. Nhìn thoáng qua Tuyết Mị trong tay cầm phấn hồng hỏa diễm, Tiêu Viêm hướng về phía phấn lang khắc cười nói: ây, cũng chỉ có thể như vậy, bất quá không có lửa lầm thời gian là không có khả năng một lần nữa chế tạo ra một phần tứ phẩm phương thuốc.
chế tác đồ vật đó rất là phiền toái. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phần lăn khắc cuối cùng là dừng tiếng mắng. Nhìn thấy lão sư không hề mở miệng răn dạy, Tuyết Mị cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với Tiêu Viêm mỉm cười cảm tạ, khuôn mặt lãnh điệm xuất hiện một nụ cười có động lòng người. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà theo thì đừng quên bỏ ra một vài giây ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Cũng như là nếu như em thấy quảng cáo, quên kích vào hộ cho mình những gói mì tôm Hảo Hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chuyện chương đấu phá thương khung phần 4 tập 27 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh NTG Gaming. À quên, NTG Reaction. Cuối cùng thì mình, NTG xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép được hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.